Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ xuồng cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Tiking, thì hôm nay là một buổi sáng của ngày 22 tháng 3 năm 2023. Là bên Trung Tính Composite là có gửi đi Quảng Ninh một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản là đặc biệt, và cũng như là một chiếc Bobo với kích thước là 3m75 đi Khánh Hòa các anh chị. Thì đối với hai chiếc sản phẩm ngày hôm nay, do là trái tuyến xe ngày hôm qua là đi miền Bắc các anh chị, nên là ngày hôm nay sẽ là ghép xe và gửi đi cho những anh chị khách bên em đó các anh chị. Thì đối với chiếc cano ngày hôm nay em sẽ quay giới thiệu đến quý anh chị. Đầu tiên, đây là một trong những phiên bản mà Trung Tính Composite vừa mới ra mắt tầm khoảng là 3 tháng đây thôi. Tuy nhiên là được một cái hiệu ứng cũng như là sự ủng hộ của quý khách hàng rất là nhiều luôn các anh chị. Do là sản phẩm và mẫu mã rất là đẹp, cũng như là về màu sắc thì đa dạng đến các anh chị, nên anh chị hoàn toàn có thể là lựa chọn những chiếc cano với kích thước là 4m5. Hiện tại là em đang quay cho các anh chị cùng xem đây. Hiện tại là để phục vụ nhu cầu đi lại rộng rãi hơn và cũng như là mẫu mã mới cải tiến đẹp hơn cho quý anh chị, thì bên Trung Tính Composite là gửi đến các anh chị một cái phiên bản là cano 4m5 cao nước ở phiên bản đặc biệt các anh chị. Thì lúc này chiếc cano ở phiên bản đặc biệt này, phần be gió thì nó sẽ là rất là khác hoàn toàn so với be gió của chiếc 4m5 ở phiên bản màu cũ các anh chị. Này thì cái be gió phần mũi sẽ là nằm thấp xuống hơn để giúp cho anh chị nhìn cảm giác giống như là những chiếc nhập hết các anh chị. Và cái phần lườn ở phía dưới thì sẽ là được nâng cao lên đến là chiều cao phần phía trước mũi là tầm khoảng là 60cm luôn các anh chị. Càng dần về phía sau thì độ vững vàng của chiếc cano được mở rộng ra. Và lúc này thì về phần chiều cao sẽ là thấp xuống chút xíu, là tầm khoảng là 50-55cm các anh chị, để cho các anh chị mình có thể là dễ dàng đặt cái chân vịt của mình tiếp xúc với nước, chạy cho chiếc cano mình vọt hơn hết các anh chị. Thì đối với chiếc cano ngày hôm nay là mặc dù là mới ra mắt thôi, tuy nhiên là sự ủng hộ của quý anh chị rất là nhiều. Thì anh chị mình thường xuyên theo dõi kênh YouTube của em đó, thì gần đây là giao đề rất là nhiều mẫu cano 4m5 ở phiên bản đặc biệt này hả các anh chị. Ngoài cái sự đặc biệt về phần be gió ra, thì cái phần đặc biệt về phần kích thước như em đã báo đến các anh chị đó là mở rộng ra, về phần chiều rộng là lên đến là 1m25 lần các anh chị. Đối với mẫu này thì sức tải sẽ gửi đến các anh chị khi mà tải hàng hóa là tầm khoảng là 1 tấn các anh chị. Còn về phần tải người thì anh chị mình hoàn toàn có thể là đi từ 5-6 người đều được luôn các anh chị. Sẵn tiện trong quá trình là đã đóng hàng, để chút xíu nữa là xe đến là sẽ gửi đi cho anh khách bên em là anh Tiến ở Quảng Ninh các anh chị. Thì em sẽ là báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em gửi đi cho anh Tiến. Thì đầu tiên là chiếc cano 4m5 cao nước ở phiên bản đặc biệt này, rộng 1m25, cao là 50 đến là 60cm, tải sẽ là từ 900 lên đến là 1 tấn các anh chị. Anh chị mình ở miền Bắc sở hữu sẽ với giá là 15.400, anh chị mình ở miền Trung sở hữu sẽ với giá là 14.200, anh chị mình ở miền Nam sở hữu sẽ với giá là 12.200 và anh chị mình ở miền Đông sở hữu sẽ với giá là 13.200. Giá em vừa mới báo bên trên là đã bao gồm phí vận chuyển đến cho anh, đồng thời bảo hành chiếc cano này đi lại là trên 20 năm luôn các anh chị. Thì như em đã báo đến các anh chị, đó là về phần chiếc cano khi mà còn nguyên sơ, chưa làm gì hết các anh chị. Thì đối với chiếc cano ngày hôm nay là anh khách bên em là yêu cầu là lót sàn thêm, là khi mà anh chị mình lót sàn giống như anh khách này bên em thì phần đáy của mình ở phía dưới nó sẽ là cứng cáp hơn và dày dặn hơn, giúp cho chiếc cano của mình sẽ là bảo quản tốt hơn, đi lại là trên 20 năm luôn các anh chị. Thì đối với phần sàn làm thêm từ đằng trước ra tới đằng sau giống như anh khách bên em thì chỉ phát sinh thêm cho các anh chị là 3.800.000 đối với cano 4m5 phiên bản đặc biệt và cao nước các anh chị. Còn về phần bẩn ở cái phía trước là các anh chị, anh khách bên em là làm một cái bẩn ngay cái be gió này xuống dưới thì sẽ chặn ngang được cái phần mũi phía trước anh chị. Lúc này anh chị mình có thể là tận dụng là khoét hai cái cửa để có thể là để đồ bên trong. Thì anh chị khách mình có nhu cầu làm giống như anh khách này bên em thì cứ chụp lại màn hình và báo với lại là nhân viên tư vấn của em số điện thoại trên màn hình, thì bên thợ sẽ là làm một cái bẩn cũng như là hai cái cửa mở ra giống vậy gửi đến các anh chị. Thì nó dao động là tầm khoảng là 500 đến là 700 ngàn thôi các anh chị, tùy từng vào cái kích thước của chiếc cano sẽ là có cái giá phù hợp đến các anh chị. Và tiếp đến thì anh cũng yêu cầu bên Trung Tính Composite là làm thêm những cái ống nè các anh chị. Thì đối với những cái ống này bên Trung Tính Composite gửi đến anh chị với giá là 100 ngàn một ống. Anh chị mình làm bao nhiêu ống giống như anh thì chỉ cần nhân lên cái số lượng mà mình làm thôi các anh chị. Đây là ống đã được quét keo và cũng như là sơn chống rỉ sét cho anh.
Và tiếp đến phần phía sau thì anh khách bên em cũng là làm thêm một cái nắp ở trên và cũng như là bẩn phía bên trong để tạo nên được một cái hộc. Anh có thể là đựng bình xăng, bình đề hoặc là những cái vật dụng lớn ở phía sau thì lúc này cũng có thể là khóa lại luôn hả các anh chị. Thì đối với nắp thì sẽ là dao động từ 500 đến 1 triệu tùy từng vào chiếc cano 4m5, 4m9, 5m4, 6m3 thì sẽ có cái giá phù hợp đến các anh chị. Hoặc là anh chị mình làm những cái nắp là bự như thế nào thì bên Trung Tính Composite sẽ là tính và báo giá đến các anh chị cụ thể ở cái phần kích thước mà từng anh chị muốn làm, cũng như là về phần vững thì chỉ dao động đến các anh chị là từ 500 đến 700 thôi các anh chị. Anh chị mình có bất kỳ thắc mắc nào hoặc là muốn báo giá cụ thể như thế nào thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình của em á các anh chị, thì bộ phận tư vấn sẽ là gửi đến các anh chị một cái giá là phù hợp với cái kích thước mà anh chị cần sử dụng hết các anh chị. Thì từng vào những cái phần nào anh chị mình cần làm thêm thì đối với cái giá tiêu chuẩn từng vùng miền em gửi đến các anh chị đó, thì anh chị mình chỉ cần cộng vào những cái phần mà anh chị mình làm thêm, giống như anh khách thì bên em á các anh chị. Còn nếu như mà mình không cần làm thêm, mình để chiếc cano không á các anh chị, thì lúc này là cái giá vẫn giữ nguyên cho các anh chị. Ai ủng hộ chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước phiên bản đặc biệt giống như anh khách này bên em ra, thì anh còn ủng hộ bên Trung Tính Composite thêm là một bộ máy đến từ thương hiệu là Hinota với mã lực là 18 mã lực và chiều dài lắp là 3m đó các anh chị. Chút xíu nữa là tới quá trình đóng hàng cái máy thì em sẽ là tiếp tục quay và giới thiệu đến quý anh chị. Và sau đây là một chiếc Bobo với kích thước là 3m75. Đối với chiếc Bobo đây là phiên bản tải các anh chị, gửi đi cho một anh khách bên em tên là anh Đức ở Nha Trang, Khánh Hòa các anh chị. Thì đối với chiếc này là em cũng xin thông báo về phần thông số kỹ thuật đến các anh chị để anh chị mình có nhu cầu sử dụng cũng như là yêu thích có thể là tham khảo luôn. Đây là phần lái phía sau là các anh chị, thì đối với chiều rộng ngang của chiếc Bobo 3m75 này em gửi đến các anh chị thì chiều rộng sẽ là 86cm các anh chị, từ be bên tay phải đến be bên tay trái sẽ là rộng cho các anh chị là 86cm. Còn về phần chiều cao mực nước của chiếc Bobo 3m75 này sẽ cao cho các anh chị là 32cm các anh chị, thì sau đây em sẽ quay cho các anh chị coi về phần chiều cao ha. Đây là về phần chiều cao. Thì em cũng xin nhắc lại đây là phiên bản tải của bên Trung Tính Composite các anh chị. Có những nơi là cũng là kích thước giống như vậy, tuy nhiên là phiên bản vỏ các anh chị thì cái giá của nó sẽ là rẻ hơn. Thì để tạo nên một cái sự an toàn cho các anh chị trong suốt quá trình anh chị đi lại, thì những anh chị mà thường xuyên mà ủng hộ cái chiếc Bobo này thì đa số là anh chị mình là yêu thích tốc độ các anh chị, nên là để cái sự mà an toàn cho các anh chị trong quá trình anh chị đi lại thì bên Trung Tính Composite luôn là cung cấp đến các anh chị những cái mẫu Bobo rất là dày dặn cũng như là về phần tải để anh chị mình có thể là an toàn trong suốt quá trình anh chị đi lại ở tốc độ cao. Đối với mẫu Bobo này thì bên Trung Tính Composite là có làm tặng kèm theo cho các anh chị là một cái nắp sạc ở phía trước, là các anh chị em sẽ mở ra cho các anh chị xem. Đây. Anh chị mình có thể là để đồ ở trong đây và khóa lại. Và tiếp đến thì bên Trung Tính Composite cũng tặng kèm thêm một cái bẩn nữa ở dây cong số 2. Thì lúc này anh chị mình hoàn toàn cũng có thể là để đồ ở đây, là cái khoang nó sẽ là khoang mở hết anh chị. Đến những dây cong phía sau cái bẩn này thì ở mỗi giữa dây cong sẽ luôn có lỗ dẫn nước, anh chị mình thuận tiện hơn trong việc tát nước. Và dây cong thì sẽ là cao lên tới bên trên be, là giúp cho các anh chị mình có thể là tạo nên một cái khung xương chắc chắn cho chiếc Bobo của mình trong suốt quá trình anh chị mình đi lại là trên 20 năm luôn các anh chị. Đối với chiều dài là 3m75, chiều rộng ngang là 86cm và phần chiều cao là 32cm thì anh chị mình có thể là tải được trong chiếc Bobo 3m75 này là từ 350 lên đến là 400kg luôn các anh chị. Sẵn tiện trong quá trình lên hàng chuẩn bị là đóng hàng gửi đi cho anh khách bên em là anh Đức ở Khánh Hòa, thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em gửi đến anh. Thì anh chị mình ở miền Bắc sở hữu xịp với giá là 6,6 triệu, anh chị mình ở miền Trung sở hữu xịp với giá là 6,3 triệu, anh chị mình ở miền Nam sở hữu xịp với giá là 5,8 triệu và anh chị mình ở miền Đông sở hữu xịp với giá là 6,1 triệu. Giá anh vừa mới báo bên trên là đã bao gồm phí vận chuyển gửi đến các anh chị rồi, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo dầm, ngõng mái và cục thun cho các anh chị mình luôn. Là góc nhìn của chiếc Bobo 3m75 từ mũi anh chị mình có thể là nhìn ra phía sau hết các anh chị. Em sẽ là đứng trước mũi và quay dần về phía sau để anh chị mình có cái nhìn rõ ràng hơn về chiếc Bobo 3m75 này. Đây là phần lồng phía trong. Phía sau sẽ là một có cái trụ để bệ cái nền máy của mình, thì anh chị mình có thể những cái máy lớn thì không hoàn toàn ảnh hưởng gì đến cái bệ phía sau của mình đó các anh chị. Và sau đây sẽ là nhìn từ góc nhìn từ phía sau lái ra đằng trước. Đây.
mẫu mã rất là đẹp cũng như là về phần màu sắc rất là tươi tắn. Và đây là nguyên chọn bộ máy đến từ thương hiệu là Hinota ở cái mã lực là 18 mã lực, có bộ trợ đề và cốt máy sẽ là cốt hẳn. Anh ủng hộ chiếc Kano 4m5 ở phiên bản là cao nước và ủng hộ luôn là một bộ máy Hinota này. Thì đối với nguyên chọn bộ này là anh khách yêu cầu bên trung tính công chiếc sẽ là với cái ống lát là dài 3m anh chị. Thì sau đây là sẵn tiện em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em gửi đến anh. Đối với tiêu chuẩn dài 2m anh chị thì nguyên chọn bộ này chỉ với giá là 12.750.000. Còn trường hợp anh chị mình muốn sử dụng là 2m3 thì chỉ cần cộng thêm vào 200.000, 2m5 thì cộng thêm 400.000. Còn trường hợp anh Tiến ở Quảng Ninh này là xài lát 3m thì chỉ cần cộng vào bên cái bộ này là thêm 800.000 nữa thôi các anh chị. Thì tùy từng vào cái kích thước mà anh chị sử dụng thì bên trung tính Composite sẽ là báo đến cái giá phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của các anh chị luôn. Đây là máy của giá chính hãng Thái Lan 100% hết anh chị. Thì trong nguyên chọn bộ thì sẽ có là 6 món. Là đầu tiên là sẽ là đầu máy, dàn lát, bố đạn và cũng là giá này là đã bao gồm chân vịt cho anh. Đồng thời là có tặng kèm thêm một chai nhớt và một cái cản cỏ bằng inox cho anh luôn. Thì để tăng lên cái sự tiện lợi thì anh chị mình hoàn toàn có thể là đặt nguyên chọn bộ giống như anh khách này bên em cùng với chiếc cano đó các anh chị. Thì lúc này là về anh chỉ cần đổ xăng vô và sử dụng thôi các anh chị, sẽ tiết kiệm được cái thời gian đặt hàng của quý anh chị mình. Thuận tiện trong tiếng lên hàng ngày hôm nay là cũng có một anh khách bên em là ủng hộ luôn là một bộ máy đến từ mã lực là 7 mã lực, thương hiệu là Hinota giống như của cái thương hiệu của thằng 18HB này các anh chị. Thì đây sẽ được giao đi cho một anh khách bên em tên là anh Tâm ở Bến Tre các anh chị. Thì đây là cái dàn lát của anh, dài là tiêu chuẩn là 2m thôi các anh chị. Còn đây là đầu máy ở cốt xéo. Thì đối với đầu máy Hinota cốt xéo hiện tại là được đóng rồi, em sẽ quay cho các anh chị cùng xem khi mà được ở bên ngoài là như thế nào hả các anh chị. Đây, đây là một cái đầu máy Hinota và cái cốt của máy này, đây là cốt xéo nè các anh chị, có số seri đàng hoàng cho các anh chị ha. Cốt xéo thì hay còn được gọi là cốt kiền đó các anh chị, sẽ có hộp nhông phía sau, kiền nhông ha. Và khi mà anh chị mình sở hữu nguyên chọn bộ là gồm 6 món, là bao gồm thứ nhất là đầu máy, thứ hai là dàn lát, bố đạn, chân vịt, là có tặng kèm theo cho các anh chị luôn là một cây nhớt cũng như là một bánh lái nước. Thì trong bộ này là gồm 6 món. Thì khi mà anh chị mình sở hữu một bộ 6 món với dàn lát là dài 2m giống như anh Tâm của bên em thì chỉ với giá là 7.700.000. Phần máy báo bên trên là đã bao gồm phí vận chuyển đến cho các anh chị rồi. Thì lúc này anh chị mình khi mà ủng hộ nguyên chọn bộ là 7.700.000 xài bố đạn, thì bố đạn là giống như vậy nè các anh chị, thì chỉ với giá là 7.700.000 như em báo đến các anh chị đó, anh chị mình về chỉ cần đổ xăng thôi các anh chị. Còn trường hợp anh chị mình tiết kiệm hơn thì hoàn toàn có thể là sử dụng cắt đăng. Thì đối với cắt đăng thì sẽ là tiết kiệm hơn cho các anh chị là 100.000, là 7.600.000. Thì tuy nhiên là theo như cái lời khuyên của em thì anh chị mình nên là đầu tư vào sử dụng một cái bố đạn. Đối với bố đạn này thì sẽ là bền hơn cho các anh chị gấp 4-5 lần so với cái cắt đăng luôn các anh chị, chỉ trên lệch 100.000 thôi. Tuy nhiên là sự bền vĩ là sẽ là gấp 4-5 lần so với cái cắt đăng hết các anh chị. Về bộ máy 7HB ở cốt xéo của Hinota là sẽ là 7.700.000 dành cho bố đạn, còn 7.600.000 dành cho cắt đăng. Còn khi anh chị mình muốn sử dụng một bộ máy cũng là thương hiệu là 7HB Hinota, tuy nhiên là ở cốt hẳn các anh chị, thì lúc này là cốt hẳn sẽ là tiết kiệm hơn cho các anh chị, chỉ với giá là 6.700.000 dành cho những anh chị mình xài cắt đăng và 6.800.000 dành cho những anh chị xài bố đạn. Thì lúc này là anh chị mình cũng sở hữu là nguyên chọn bộ giống như vậy luôn, tuy nhiên là ở cái cốt hẳn hết các anh chị. Thì sẵn tiện đây em cũng nói luôn là cốt hẳn thì phù hợp với những anh chị mình là cần chạy cái tour máy nó nhanh là sẽ là 3.600 vòng, còn anh chị mình cần chạy tour máy chậm 1.800 vòng thì nên xài cốt xéo. Thì đối với cốt hẳn tour máy nhanh như vậy thì anh chị mình là sẽ là đạt được cái tốc độ là cao hơn, tuy nhiên là hàng hóa mình sẽ tải là nhẹ hơn hết anh chị. Còn những anh chị mình cần sử dụng tua máy chậm để có thể là tải được hàng hóa nặng hoặc là cần dùng lực nhiều thì lúc này là nên sử dụng những cốt xéo. Thì em cũng xin báo đến các anh chị để mình có thể là dễ dàng đưa ra một cái quyết định là lựa chọn máy cốt hẳn hay cốt xéo để có thể là sử dụng phù hợp với cái nhu cầu đi lại của bên mình hết anh chị.
Để đặt hàng hai sản phẩm nãy giờ em quay và giới thiệu đến các anh chị mình chỉ cần liên hệ vào số điện thoại là 092345 1926 hoặc là 0939 333 400. Số điện thoại em có để trên màn hình các anh chị, lúc này sẽ có bộ phận tư vấn cùng anh chị chọn ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu đi lại của bên mình. Và ngoài ra thì em cũng cung cấp thêm một số điện thoại nữa là 0939 113822. Đối với số điện thoại này thì anh chị mình có những thắc mắc nào mà bộ phận tư vấn chưa thể giải đáp cùng các anh chị, hoặc là những góp ý nào để trung tính Composite ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, thì đối với số điện thoại này là em luôn lúc nào cũng lắng nghe, anh chị mình đừng ngần ngại gọi cho em nha. Và sẵn tiện trong quá trình quay clip này em cũng xin lưu ý một điều là anh chị mình khi mà chuyển tiền cọc cũng như là tiền hàng cho bên trung tính Composite thì bên em chỉ giao dịch và sử dụng duy nhất một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tuyết Trinh thì mới đúng với các anh chị, để tránh trường hợp là thất lạc số tiền cọc hoặc là sai số tài khoản hoặc là không nhận được những cái sản phẩm chất lượng. Thì anh chị mình nhớ lưu ý điều này giúp em trước khi là mình chuyển khoản các anh chị. Nếu như mà một nơi mình không làm ăn uy tín hoặc là giao đến những sản phẩm không chất lượng cũng như là lừa gạt các anh chị thì bên trung tính Composite không có tồn tại đến thời điểm hiện tại đâu các anh chị, nên là các anh chị ở gần ở xa cứ hoàn toàn là yên tâm về vấn đề này khi mà đặt cọc cho bên trung tính Composite các anh chị. Sau đây thì trước khi kết thúc clip em cũng xin gửi một lời cảm ơn rất là chân thành đến hai anh khách bên em là anh Tiến ở Quảng Ninh cũng như là anh Đức ở Khánh Hòa đã quan tâm và ủng hộ trung tính Composite hai sản phẩm ngày hôm nay nói riêng, và tất cả những anh chị đã ủng hộ trung tính Composite trong suốt thời gian 14 năm qua nói chung các anh chị, cũng như là những anh chị đã và đang xem video của em đến thời điểm hiện tại và sắp tới là sẽ là ủng hộ bên trung tính Composite. Bên trung tính luôn lúc nào cũng là đón chào và cũng như là hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Sau đây trước khi kết thúc clip thì em cũng xin gửi một lời chúc sức khỏe đến quý anh chị và các bạn. Chúc các anh chị luôn thật là dồi dào sức khỏe để luôn đồng hành cùng trung tính Composite, một trong những nơi cung cấp phương tiện thủy như là cano, bo, vỏ lãi xuồng và tất cả những cái máy chính hãng và cũng như là phụ tùng chuyên là bằng inox. Sau đây là em xin chào ạ.